Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Lego 15 TV. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ăn bánh nha mọi người. Đây, mẹ tôi đang mở ra Wow. Oh my god. Wow. Oh my god. Đi một vòng cái bánh nào. Thật là đẹp, nhưng mà trái tim thì nó cũng hơi lộn xộn. Canada. Oh my god. Kiểu Canada gì đây? Thôi không sao, không sao hết mọi người ơi. Bánh cũng ngon, bánh ngon quá. Rồi chúng ta cùng nhau ăn thôi. Chiếc muỗng, cầm camera qua bên này nào. Ok, cùng nhau nếm thử một miếng nào. Thật là ngon mọi người. Ăn cái phần trắng nữa coi. Thật là ngon. Nhưng bên trong cũng ngon nữa. Ôi, thôi. Úi. Ok. Thật là ngon. Nào nhưng mà cùng đến với cái trái tim. Trái tim ngon không kém gì luôn. Trái tim. Phần trắng này là cái gì? Ảo thật đấy. Phần trắng ngon quá. Và tạm biệt mọi người.